Hello mọi người nha, hello mọi người đang coi kênh YouTube của VV Cá Diên Chiên. Thì hôm nay là một ngày thật là ý nghĩa đối với tụi em trong nhóm luôn. Là một lát sẽ có em nè, Minh Tiết nè, Bích Trâm nè và những người bạn ở xung quanh sớm đi phát từ thiện nha. Từ thiện này là do một anh ở bên nước ngoài quen thân của tụi em, ảnh tài trợ cho tụi em là phát bao nhiêu cái ta? 100 cái bánh bao với lại 100 chai nước suối nha, nói chung 100 phần đó. 100 phần là một lát tụi em sẽ bắt đầu, là tụi em bây giờ là tụi em sẽ vô bao từng cái bánh bao với lại từng chai nước suối, là bắt đầu một lát rồi em sẽ đi phát cho những người cơ nhỏ ngoài đường nha. Thì thay mặt cái clip này em xin cảm ơn anh đó rất nhiều, và chúc anh đó luôn luôn gặp nhiều thành công trong cuộc sống và luôn luôn gặp nhiều điều may mắn nha. Và bắt đầu bây giờ là tụi em chuẩn bị vô bao nha, rồi quý vị hãy đón xem phần tiếp theo của tụi em nha. Và quý vị hãy nhớ ủng hộ cho VV Cá Diên Chiên giùm em nha, một like một lượt chia sẻ nha mọi người. Đó, bây giờ là Nguyên đáp cho em vô bao. Giờ có bao bự để lại á. Đó. Tụi em đang vô từng phần rồi mọi người. Sao muộn cái kéo hay gì mà. Đó thì bây giờ tụi em đang vô nha. Kéo dao đi. Đó, đang vô gần có những nhân vật nổi nổi nha, Bích Trâm nha, Võ Bảo Ni nè, đây là bé Mai và bé Nhi nha mọi người. Đó thì những người này là còn ở sớm tụi em không, thì bây giờ trong thời gian chờ đợi là tụi em đang chờ chị Minh Tuyết xuống nữa nha. Tại chị Minh Tuyết chỉ đang chạy xuống á, đang chạy xuống mà chắc cũng chưa xuống tới á, bây giờ chỉ đang xuống là bắt đầu giờ tụi em vô bao lắp cho, có chị Minh Tuyết xuống là tụi em sẽ đi phát luôn. Đó, tụi em này vô từng phần, từng phần mọi người. 100 cái bánh bao, 100 cái nước suối nha mọi người. Ủa? Mấy cái đó cái luôn. Tôi nói mà tôi bị lộn rồi. Thơm thì mới lấy về luôn rồi. Anh nào mới đốt nhiều. Còn cái nào chưa háo không đây bỏ rồi. Cùi nha. Thì hôm nay là một ngày từ thiện cùng với team YouTube VV Cá Diên Chiên, cho nên là mọi người đang chuẩn bị là bỏ những phần nước suối cũng như là một cái bông bánh bao để gửi đến tất cả những quý bà con của bác đang như là có hoàn cảnh cơ nhỡ, như lại người vô cư ở ngoài đường á, đi phát cho mọi người. Nên là cái này là phát tâm từ ai vậy Vy? Từ một anh ở bên nước ngoài. Anh đứng ngoài giấu tên hả? Dạ đó, cho nên là thực thi theo cái mong ước cái tâm nguyện của anh đó, thì tụi em mua bánh bao và nước suối thì cũng chỉ là một phần nhỏ nhoi thôi, nhưng mà hy vọng là sẽ mang đến cho những quý bà con cơ nhỡ ngoài đường á, thì sẽ có một chút gì đó vui vẻ hơn, an ủi với mọi người, cho mọi người có một bữa ăn gọi nó là tiếp thêm động lực cho mọi người để niềm tin vào cuộc sống á. Nên là bây giờ thì hiện tại thì bạn Quỳnh Mai nè, Võ Bảo Ni nè, Quốc Hải nè, bé Thanh Nhi với lại Gia Hân đang chuẩn bị xếp bánh bao với lại nước suối vô thôi, cho nên là em không nói nữa, em phụ tiếp nha mọi người. Lát tiếp ôm lát con Phường đi nữa. Đó, tụi em đang vô từng phần sắp xong, tụi em thích chuẩn bị chạy đi phát cho những người cơ nhỡ ngoài đường nha mọi người nha. Quý gia đình team Cá Diên Chiên của VV đang vô từng phần để đi phát cho các cô chú cơ nhỡ ngoài đường. Người bây giờ là tụi em vô tình đang ngồi vô bao á, thì có một cái anh người ta đi ngang qua, anh xin một cái bánh bao và chai nước. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh nha. Anh đó, tụi em cho một phần mà nha mọi người. Đó thì bây giờ tụi em đang ngồi vô bao á, thì anh đi ngang anh xin đó, thì vô đó, cho nên tụi em sẵn luôn, tụi em thấy gì tụi em cho anh luôn nha mọi người. Đó thì em trả một phần và bắt đầu tụi em đi vô bao tiếp để phát tiếp đội mé của anh ta. Rồi giờ xong nè mọi người ơi, chúng em chuẩn bị đi phát cho mọi người nha. Đó, cho qua đây nè. Sao chị Tí ông vô? Vô luôn. Được bao nhiêu bao vậy? Tổng cộng được bao nhiêu bao? 100 phần. 100 phần. Vậy mấy tao? Cái như rồi quay mấy tụi tao nè. Đó, giờ tụi em xong rồi nè mọi người. Chuẩn bị tụi em đi phát nè, đó. Đó. Để cầm em qua cho cái thùng pin như cô này cái. Rồi bắt đầu là tụi em vô xong rồi nha mọi người. Bây giờ
6 bao. 6 bao. Bây giờ có cái cô ở xóm này nè mọi người ơi, có cái cô ở xóm gần đây cũng xin 2 phần á, bây giờ em xin phép đem 2 phần qua cho mai cô. Mai cho là chung mi đó. Không phải cô bên đây nè. À, của cô Tân Phụng. Lấy cho em 5 phần về. Đó, cô lấy 2 phần. Đây bác cho mình cạnh. Em lấy 5 phần về còn sớm em. Rồi đi nha, chuẩn bị đi nha. Ai ai chở đi, đi ngồi sau kia quay cho. Đi nha ché. Cảm ơn nha. Giờ tụi em đi. Đi bán nha. Đây cũng quay lại. Rồi này, rồi đây, đắt này là phát xíu người xong rồi đâu nhiều đâu. Đó, đây là em đi quay nè quý vị ơi. Em đi chuẩn bị phát nè. Đây là gia đình tập đoàn cái chiên chiên BB đó mọi người. Đó, đó. Cái chú thì phải. Nó to à. Đó, em thấy rồi đây. Chờ mắt nghe tấm dùng lời dối dắt bảo kê hãy cùng nhau đi dạo phố xa tội phủ ngủ ở. Rồi gặp chú này. Chú ơi. Ủa cái này gặp những tập có anh bên nước ngoài cũng cho nha chú. Cái bánh bao cho nước suối. Anh cho chú xin hỏi với cô vợ em. Dạ cảm ơn chú. Em ở ngay lại á. Dạ dạ. Nó có đồ đi chai không ngay lại. Rồi rồi. Dạ, dạ, ở ngay ngã bảy phải không chú? Dạ. Rồi rồi tụi con sẽ chạy ra ngoài. Rồi cảm ơn chú. Cảm ơn anh. Dạ. Này, đó. Cho mấy chú cười nhở ở ngoài đường nha mọi người. Rồi đây này phải. Thấy phần đâu? Em coi hỏi chị. 1 2 3 5 phần. Đây nè Bảo Nhi. Em 3 phần đó đi em. Cô làm bánh bao không cô? Con gửi nha cô. Quá đừng gửi cho cảm ơn á. Dạ. Cảm ơn cô, để nó con hoành lại cho, không sao đâu cô, không bỏ sót đâu. Cho cháu nội cô phần đi. Đặt xe quá nè. Có thêm phần đi con. Chú cái được không con? Con chú. Dạ rồi. Cảm ơn chú nha. Cảm ơn các cô chú nha. Này cũng có anh của em nha, gửi tặng mấy chú một phần đi chú. Cái thổn mà nè, gửi nè. Dạ. Dạ dạ. Dạ dạ cảm ơn cô. Em gửi nè chị. Dạ em cảm ơn chị. Rồi em cảm ơn chị. Đúng cái bao không à, lấy cái bánh ra cho cái bao á. Dạ rồi rồi, nãy cho chị cái bao nè. Cảm ơn chị nha. Dạ. Chú gửi con hai cái nha, hai đứa ăn nha. Nước suối luôn á. Rồi cảm ơn con gái. Chào tất cả mọi người trên kênh YouTube của VV Cá Viên Chiên. Thầy Gia Hưng, chị Minh Tuyết và Bích Trâm, còn gọi là Quốc Cải. Thì tụi em mới đi phát từ thiện xong do một anh bên nước ngoài đã phát tâm ban hỷ cho các cô chú cơ nhở ngoài đường á, để cho em phát từng cái bánh bao cho nước suối cho mọi người ăn cũng tối. Món món quà đó thì cũng chỉ là một món quà nho nhỏ thôi, nhưng mà em nghĩ là cái giá trị trong cuộc sống thì nó không phải chỉ ở đơn giản là mình ăn cái gì muốn cái gì, mà quan trọng nhất là cái tấm lòng của mình trao gửi cho mọi người một cái bánh bao với một chiếc nước suối. Tuy nó không có đáng giá là bao nhiêu á, nhưng mà cũng mang lại cho quý cô bác cô chú mà cơ nhở ngoài đường
vô cũng có một bữa ăn kiểu như là mình an ủi đi cái tâm hồn của họ để cho họ cảm thấy có niềm tin và động lực vào trong cuộc sống này, và nghĩ là lúc nào tình yêu thương cũng được san sẻ với tất cả mọi người. Cho nên là em mỗi một lần mình được tham gia cùng với các em để mình phát tâm và phát quà gì, em rất là vui và cảm thấy rất là vinh dự, vì em hy vọng là sẽ còn có nhiều cơ hội hơn nữa để mình có thể mình góp một chút gì đó cho cái xã hội này với những điều tích cực và những điều mà nó là mình mang cái nguồn động lực cho mọi người, để mọi người có cái động lực để mà sống vui hơn mỗi ngày. Và cái quan trọng nhất của em chỉ mong muốn là nếu mà con cô bác nhưng mà có cơ nhở thì mong cho họ lúc nào cũng thật là nhiều sức khỏe để mà họ còn tiếp tục sống này, cảm thấy cuộc đời nó ý nghĩa hơn. Qua cái clip này em cũng xin cảm ơn những bạn mà đã đồng hành phát với tụi em nãy giờ, là có Hổ Ni nè, bạn Mai nè, bạn Nhi nè, bạn Mâm nè, với lại mẹ nuôi thì tuy là có những bạn không có hiện diện ở đây, nhưng mà tụi em xin một đại diện cảm ơn tất cả mọi người, các chị em nãy giờ đã cùng đồng hành với tụi em, cũng như là team BB cá biên chiên YouTube. Thì để cảm ơn tất cả mọi người, quan trọng nhất là cảm ơn cái người anh ở bên Mỹ đã có cái tấm lòng rất là cũng hướng về cộng đồng bào Việt Nam mình. Do đó là dù đi năm châu bốn biển nhưng mà cái quê hương Việt Nam mình vẫn là cái điều trên hết, cho nên là cảm ơn và trân quý lắm cái tình cảm của anh. Và bây giờ thì kết thúc clip rồi, xin thành cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Hy vọng mọi người xem clip, mọi người nhớ like và subscribe và ủng hộ cho kênh BB Cá Biên Chiên ngày càng phát triển hơn. Chúc cho em sẽ bớt duyên hơn nha. Rồi. Cảm ơn chị. Cảm ơn mọi người. Bye.